Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Bản tin hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau. Khai mạc lễ hội Mai Anh Tiêm năm 2022. Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, thăm làm việc tại tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Thưa quý vị, thưa các bạn, sáng nay 11 tháng 4, tức ngày 11 tháng 3 âm lịch, tại khu di tích lịch sử Mai An Tiêm, huyện Nga Sơn đã long trọng tổ chức khai mạc lễ hội Mai An Tiêm và Đại hội Thể dục Thể thao toàn huyện lần thứ 9 năm 2022. Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa tới dự. Lễ hội Mai An Tiêm năm 2022 diễn ra với các nghi thức truyền thống, dâng hương, tế lễ, tưởng nhớ tri ân công đức của Đức Thánh Mai An Tiêm, người đã có công khai khẩn đất hoang, lập nên vùng đất Nga Sơn trù phú, núi sông kỳ thú xinh đẹp. Theo truyền thuyết, Mai An Tiêm là con nuôi của vua Hùng thứ 18. Khi bị vua cha hiểu nhầm và đẩy ra hoang đảo, Mai An Tiêm đã cùng vợ con vượt qua gian khó, tìm được giống dưa hấu quý hiếm, khai phá đảo xa, xây dựng hoang đảo thành vùng quê chủ mật, chính là vùng ven biển phía đông bắc tỉnh Thanh Hóa ngày nay. Trải qua hàng ngàn năm lịch sử, hình tượng Mai An Tiêm và sự tích quả dưa hấu đã in sâu vào đời sống văn hóa cộng đồng, tượng trưng cho tinh thần lao động cần cù, sáng tạo, tự lực tự cường của người dân Việt Nam. Để tưởng nhớ công ơn, nhân dân đã tôn Mai An Tiêm thành Đức Thánh và lập đền thờ ông tại xã Nga Phố, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Năm nay, công tác tổ chức của địa phương cũng có nhiều đổi mới, tạo ấn tượng tốt đẹp đối với người dân và du khách. Sau phần lễ là phần hội với chương trình nghệ thuật đặc sắc mang chủ đề Nga Sơn miền quê huyền thoại và lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao huyện Nga Sơn lần thứ 9 năm 2022. Với màn đồng diễn võ thuật hấp dẫn, cuốn hút đông đảo du khách và người dân cùng nhiều hoạt động thể dục thể thao và các hoạt động văn hóa văn nghệ đặc sắc. Thưa quý vị và các bạn, bắt đầu từ hôm nay 11 tháng 4, đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Chiều nay, tại thị xã Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn, đoàn đại biểu cấp cao hai tỉnh Thanh Hóa, Hủa Phăn đã tổ chức hội đàm và ký kết thỏa thuận hợp tác năm 2022. Đồng chí Văn Say Phen Suma, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ban dân tỉnh Thanh Hóa đồng chủ trì buổi hội đàm. Tại buổi hội đàm, đoàn cấp cao hai tỉnh Thanh Hóa, Hủa Phăn đã vui mừng thông tin cho nhau về tình hình, kết quả nổi bật của hai tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và những tháng đầu năm 2022. Hai bên cùng khẳng định mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Nam Lào và hai tỉnh kết nghĩa Thanh Hóa, Hủa Phăn, đồng thời đánh giá cao kết quả thực hiện chương trình hợp tác đã được ký kết năm 2021. Hai bên cùng thảo luận và đi đến thống nhất năm 2022 sẽ cùng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức tuần lễ văn hóa hữu nghị Thanh Hóa Hủa Phăn, các chương trình hoạt động giao lưu văn hóa, thể dục thể thao, giao lưu nhân dân hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Lào, 45 năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam Lào và 55 năm ký kết hợp tác Thanh Hóa Hủa Phăn. Đồng thời, hai bên tiếp tục đẩy mạnh hợp tác kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục đến cán bộ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân về mối quan hệ thủy chung, trong sáng giữa hai đảng, hai nhà nước Việt Nam Lào và hai tỉnh Thanh Hóa, Hủa Phăn, góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai tỉnh. Tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo hai tỉnh Thanh Hóa, Hủa Phăn, đồng chí Văn Say Phen Suma, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn và đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ban dân tỉnh Thanh Hóa đã ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai tỉnh Thanh Hóa, Hủa Phăn năm 2022. Do thời tiết nắng đẹp cùng với đó là nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn được tổ chức và các chương trình kích cầu, giảm giá của các cơ sở kinh doanh trong 3 ngày nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương vừa qua, lượng du khách đến với thành phố biển Sầm Sơn rất đông với khoảng trên 300.000 lượt khách trong và ngoài tỉnh. Những tuyến phố đông đúc người qua lại, bãi biển chật kín người, nhà hàng khách sạn gần như hoạt động hết công suất. Không khí sôi động của thành phố biển Sầm Sơn đang dần được lấy lại sau 2 năm im lìm ngủ đông do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Có thể nói, kết quả tiêm vaccine phòng dịch và chiến lược thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 đã tạo điều kiện rất thuận lợi cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó có ngành du lịch phục hồi và phát triển. Đặc biệt, từ khi chính phủ cho phép mở cửa hoạt động du lịch bình thường trở lại kể từ ngày 15 tháng 3, các địa phương, doanh nghiệp và người dân tại Thanh Hóa đã nỗ lực bắt tay vào chuẩn bị để tranh thủ tốt nhất cơ hội vàng này.
Thông qua đợt nghỉ lễ vừa rồi, chúng tôi vẫn đáp ứng được các yêu cầu của khách hàng. Tuy nhiên, để đảm bảo năng lực phục vụ cho thời gian cao điểm sắp tới, cũng như mang đến cho khách hàng dịch vụ với chất lượng cao nhất, chúng tôi sẽ nhanh chóng kiện toàn đội ngũ nhân viên dịch vụ ăn ở hoàn thiện nhất để giữ vững hình ảnh của một khách sạn 4 sao chất lượng cao tại thành phố biển Sầm Sơn. Là khu du lịch trọng điểm của cả tỉnh, với kế hoạch khôi phục, mở cửa trở lại các hoạt động du lịch, năm 2022, Sầm Sơn đặt mục tiêu sẽ đón 3,5 triệu lượt khách, doanh thu du lịch đạt 3.150 tỷ đồng, tiếp tục nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm du lịch và xây dựng hình ảnh con người Sầm Sơn đẹp trong lòng bạn bè, du khách, góp phần cùng cả tỉnh Thanh Hóa hoàn thành mục tiêu đón 10 triệu lượt khách, tổng thu du lịch đạt 17.920 tỷ đồng trong năm 2022. Thưa quý vị, trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 700 năm ngày mất nhà sử học Lê Văn Hưu tại xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa sẽ diễn ra triển lãm giới thiệu hình ảnh, tư liệu lịch sử, các sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống. Hiện nay, công tác chuẩn bị triển lãm đang được tiến hành khẩn trương. Làng Trà Đông, xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa, quê hương của nhà sử học Lê Văn Hưu, là vùng đất giàu truyền thống văn hóa lịch sử. Phát huy truyền thống đó, những năm qua, Thiệu Trung đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội, là xã đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao của huyện Thiệu Hóa. Những thành tựu, kết quả nổi bật đó sẽ được tái hiện sinh động bằng tư liệu, sách báo, tranh ảnh trưng bày tại triển lãm. Đặc biệt, các sản phẩm đúc đồng truyền thống của làng Trà Đông sẽ là điểm nhấn quan trọng tại triển lãm. Là một đơn vị đăng cai thì Đảng ủy Ủy ban xã cũng đang tập trung lãnh chỉ đạo các cái đơn vị, các bộ phận chuyên môn chuẩn bị tốt các cái điều kiện cơ sở vật chất phục vụ cho cái triển lãm, và cũng đã đến các hộ gia đình, các nghệ nhân đúc đồng tuyên truyền và vận động cho các hộ nhân để có những cái sản phẩm đặc trưng của quê hương mang ra để trưng bày. Các sản phẩm truyền thống, sản phẩm ô cốp của huyện Thiệu Hóa như dưa vàng, bánh tráng, bánh đa nem, cơm cháy, bánh răng bừa, tinh dầu bạc hà cũng sẽ được trưng bày tại triển lãm. Hiện nay, các địa phương trong huyện đang tích cực lựa chọn những sản phẩm chất lượng tốt nhất để tham dự triển lãm. Triển lãm giới thiệu hình ảnh, tư liệu lịch sử, các sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống nhân kỷ niệm 700 năm ngày mất nhà sử học Lê Văn Hưu, hứa hẹn sẽ đem đến cái nhìn khái quát nhất về công lao, tài năng, đóng góp của nhà sử học, các thành tựu phát triển kinh tế xã hội và những sản phẩm truyền thống tiêu biểu của huyện Thiệu Hóa. Theo kế hoạch, triển lãm được tổ chức từ ngày 19 tháng 4 tại làng nghề đúc đồng Trà Đông, xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa. Từ ngày 28 tháng 3 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định số 08 về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Đây là chính sách hỗ trợ giúp cho người lao động giảm bớt khó khăn trong cuộc sống, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh. Làm công nhân hơn 3 năm, chị Nguyễn Thị Trang ở thị xã Nghi Sơn đang trọ gần công ty cùng với chị gái. Khi nhận được thông tin sẽ được hỗ trợ tiền thuê nhà, chị Trang rất phấn khởi, bởi đây là sự hỗ trợ cần thiết đối với chị. Thì bọn tôi biết được thông tin chính phủ hỗ trợ ấy ạ, bọn tôi rất là mừng đấy ạ. Nay thì đang mùa Covid, bọn tôi thì lương bấp bênh, cái gì cũng tăng ấy ạ. Nên là bọn tôi cũng mong chính phủ quan tâm và giúp đỡ. Theo quyết định số 08 ngày 8 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ, người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp và người lao động đang quay trở lại thị trường lao động được hỗ trợ tiền thuê nhà với mức 500.000 đồng và 1 triệu đồng một người một tháng, hỗ trợ tối đa trong 3 tháng. Để nhận được hỗ trợ, người lao động phải đang thuê nhà trọ, có hợp đồng lao động trong thời gian quy định, đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc có tên trong danh sách trả lương của doanh nghiệp. Việc hỗ trợ thuê nhà ở nhằm chia sẻ hỗ trợ cho người lao động khó khăn về nhà ở để họ yên tâm quay trở lại sản xuất sau đại dịch COVID-19. Điều mong chờ của người lao động đó là việc thực hiện các thủ tục để được hưởng hỗ trợ đơn giản, không mất quá nhiều thời gian để họ sớm được hưởng chính sách. Liên quan đến sự việc, nữ sinh TTA lớp 10A8 trường Trung học phổ thông Đào Duy Từ, thành phố Thanh Hóa bị một nhóm bạn đánh đến mức phải nhập viện trong tình trạng hoảng loạn. Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa cho biết đã trực tiếp chỉ đạo ban giám hiệu trường Đào Duy Từ và các trường có liên quan vào cuộc xử lý vụ việc. Về phía nhà trường, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Đào Duy Từ đã trực tiếp đến bệnh viện thăm em A. Nhà trường cũng đã cử giáo viên chủ nhiệm đến động viên gia đình em A. Đến nay tình trạng sức khỏe và tinh thần em A đã cơ bản ổn định. Vụ việc hiện đang được cơ quan công an xác minh làm rõ.
Căn cứ kết quả xác minh của cơ quan công an và quy chế ngành giáo dục, nhà trường sẽ xem xét và đưa ra hướng xử lý. Trước đó, sáng ngày 9 tháng 4, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài hơn 5 phút ghi lại cảnh một nhóm 4 đến 5 học sinh cả nam lẫn nữ đánh hội đồng một nữ sinh. Sau khi được lan truyền, đoạn clip đánh nhau của nhóm học sinh trên thu hút sự quan tâm chia sẻ rất lớn của cộng đồng mạng trước vấn nạn bạo lực học đường, cũng như thái độ thờ ơ của nhóm học sinh đứng ngoài xem. Theo thông tin ban đầu, nhóm bạn đánh nữ sinh TTA đến từ nhiều trường khác nhau trên địa bàn thành phố Thanh Hóa và nguyên nhân ẩu đả xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Xin chân thành cảm ơn và kính chào tạm biệt.